VolanTV xin kính chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Sài Gòn bây giờ là khoảng hơn hơn 7 giờ, chắc cũng hơn 7 rưỡi rồi. Hôm nay là ngày 3 tháng 10 năm 2024. Thời gian trôi qua lẹ ha. Mới đây là đầu tháng 10, chuẩn bị giữa tháng 10 rồi tới cuối tháng 10 là ngày lễ Halloween rồi. Thời gian trôi qua lẹ thiệt. VolanTV đang có mặt ở đây là khu Hồ Con Rùa, công trường quốc tế, và tối nay VolanTV đi làm về cũng hơi trễ. Nãy đi ở hướng Ba Son mà đi vận về kẹt xe quá trời, lủi chạy theo luồng xe rồi lòng vòng tới đây thấy đường vắng, thôi về đường này luôn, kệ đi xa xíu. Sáng nay dẫn bà con cô bác của mình đi về theo hướng Tự Do, rồi đi ra bến Bạch Đằng hoặc là quẹo Lê Lợi, Nguyễn Huệ. Hôm nay Sài Gòn ngày thứ năm giữa tuần thôi. Bên phải là đường Võ Văn Tần cũng như là Trần Quý Cáp ngày xưa. Hôm nay có khu quán cà phê rồi quán nhậu rất là lớn. Khu này thì phải nói là các hàng quán đều như là rất là sang trọng, rất là náo nhiệt, đông đúc. Đó, đây là con đường Duy Tân cũng như là con đường Phạm Ngọc Thạch hướng ra nhà thờ Đức Bà. Đó, xung quanh công trường quốc tế này chúng ta thấy có rất là nhiều quán cà phê xung quanh Hồ Con Rùa. Đó, rất là đẹp ha. Nhưng mà ngày nay thì không có đông như ngày xưa. Đó, ngày xưa thì rần sáng rực. Đó, ngày nay thì người ta trả mặt bằng cũng rất là nhiều, mà đặc biệt trời mưa thế này nữa thì vắng hơn. Ồ, đây quán cà phê đẹp ha, Casa Cup cà phê, rồi nhà hàng phố 79. Nó mưa xuống một cái là coi như là phố xá vắng tanh, trời vẫn đang mưa lâm râm, không lớn. Mưa này thì không cần mặc áo mưa cũng được, nhưng mà VolanTV đang mặc áo mưa này. Mặc áo mưa cho thoải mái, để hồi nữa mưa cái gỡ ra mặc lại mệt lắm, mất thời gian. Con đường này thì cũng rất là quen thuộc ha, coi như đây là góc phố thân quen của rất nhiều của chú anh chị mỗi khi có dịp đến Sài Gòn. Ở đây là các tòa nhà, đối diện là nhà văn hóa thanh niên. Nhà văn hóa thanh niên thì hay có các sự kiện cũng như có các quán cà phê tập trung rất nhiều các bạn trẻ, nhưng mà do bữa nay mưa quá nên ra góc phố thân quen ngày nào hôm nay vắng lặng lạ thường. Nói thôi, ngày thường các bạn trẻ ngồi tràn ra đường luôn, các hàng quán cốc ở đây. Ở trong sân nhà văn hóa thanh niên thì có sự kiện gì kìa, nó đang dựng rạp kìa. Ở đây hay có sự kiện vậy như sự kiện công nghệ rồi đó, hội chợ sinh viên rồi. Đó, đây là khu trường xưa của cô chú anh chị. Đó, mưa nên xe cộ chạy lung tung hết trơn. Ở hướng nào kẹt xe là người ta lủi đi hướng khác, mà theo bên tôi thấy thì hướng nào nó cũng kẹt hết trơn á. Thôi thì nán lại quay clip đi lòng vòng ở khu không kẹt chia sẻ đến cô chú anh chị. Bây giờ lên tôi biết chắc là ra ngoài bến Bạch Đằng là kẹt cứng luôn á. Rồi đi ra hướng Nguyễn Huệ là hướng chợ Bến Thành là cũng kẹt ngay chỗ cái giao lộ cũng như là cái bùng binh công trường Quách Thị Trang ngày xưa đó, chỗ đó là cũng kẹt một đoạn nữa. Bên đây là khu
trung tâm thương mại Diamond. Chuẩn bị Halloween ở đây, người ta trang trí cái khung cảnh cũng rất là đẹp ha. Ở đây cũng trang trí theo mùa đó. Để em ta chạy vòng qua công trường công xã Paris. Mỗi khi đi tới đây là Blanc TV lại nhớ ngày xưa có con đường bên đây nè, con đường Hàng Thuyên. Người ta bán thiệp đồ rất là nhiều, đặc biệt là tới dịp Giáng sinh. Con đường Hàng Thuyên bán dọc dọc theo lề đường phía bên trái. Người ta bán bằng những chiếc xe bằng xe đẩy thôi. Gian hàng bài ra với một dãy, nhưng mà giờ thì lâu lắm rồi nên đi cũng không có thấy nữa. Ở đây có rất nhiều những biệt thự xưa từ thời năm 1960. Ồ, biệt thự này là trước năm 60 luôn, trước năm 50 á. Nhà xây theo kiểu Pháp mà. À, quán cà phê kiểu cà phê bệt. Quán thì không phải quán mà lề đường thì không phải lề đường, sân cũng không phải sân. Các bạn phải ngồi đây để hóng mát, ngồi tám chuyện kiểu như picnic vậy đó. Khu nhà thờ Tổng Giáo Phận, nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn, kế bên trường Hòa Bình. Trường Hòa Bình ở đây cũng chung với trường Hòa Bình ở chợ cũ á, nhưng mà trường Hòa Bình ở đây thì xịn hơn, trang thiết bị đầy đủ hơn. Góc phố này rất là thân quen đối với rất nhiều của tụi anh chị hay có dịp về Sài Gòn. Hướng này là con đường Tự Do, ngay đây giao lộ Nguyễn Du. Bên kia có quán miếng là gọi miếng chửi đó. Bên đây là khu bưu điện. Nhà thờ Đức Bà thì đang trong quá trình trùng tu sửa chữa, vẫn chưa có tới đâu hết trơn ha, chắc còn rất lâu, không biết sao lại lâu dữ vậy ta. Chúng ta quẹo theo thẳng hướng đi, thẳng hướng Tự Do cũng như con đường Đồng Khởi đi về trung tâm. Đi hướng này đỡ kẹt ha, chứ hồi nãy là kẹt quá trời. Theo luồng xe mà Blanc TV không quẹo được luôn á, quẹo thì vướng người ta nên thành ra đi theo cái luồng luôn, rồi quẹo phải rồi đi xa dần luôn, muốn tới Tân Định luôn. Thường thì kẹt xe khoảng chừng nửa tiếng, 1 tiếng à. Nán lại đâu đó xíu quay trở lại là thông thoáng liền. Đây. Qua không kịp rồi. Đây là giao lộ Gia Long. Lại Tự Do ngày xưa. Góc phố thân quen thỏ nào. Bên đây là trung tâm thương mại Vincom. Mưa này nhìn thấy phố xá rất là đẹp ha, đặc biệt những ánh đèn nó chiếu xuống đường đủ sắc màu. Bên đây có quán cà phê Katina, rồi ở trên thì có cà phê Cộng. Mỗi buổi chiều đi làm về hay đi đâu đó, Blanc TV đều quay lại những khung cảnh lúc mà đi làm về đó, riết rồi cũng quen.
với những con đường thế này thì chắc có lẽ cô chú anh chị cũng mặc dù nó rất là quen thuộc nhưng mà lúc nào cũng muốn muốn biết ngày hôm nay nó như thế nào so với ngày hôm qua, tháng này như thế nào so với tháng rồi. Nếu mà cô chú anh chị về thường thì mình sẽ thấy nó thay đổi như thế nào ha. Còn lâu hơn nữa thì chắc có lẽ thay đổi chóng mặt luôn. Ở bên trái là khu khách sạn Continental. Khách sạn này đang bảo trì một vài hạng mục. Khách sạn này thì được cái cổ kính thôi, xưa cổ thôi. Chứ bên TV thì thích ở những khách sạn nó cao cao, ở trên mình nhìn xuống nó đã hơn. Nhà hát thành phố. Ở bên kia là khách sạn Caravel. Nhìn qua phía sau Caravel là Sheraton. Ở ngay đây xe buýt 2 tầng đậu đây để chờ khách. Đi đâu ở kia kẹt quá trời. Đó, theo luồng xe luôn đi, quẹo luôn cho rồi. Đó, bắt đầu kẹt rồi đó. Đằng kia kẹt quá trời. Lũi đây đi. Bốn phương tám hướng hướng nào cũng kẹt hết trơn. Đó, đằng kia xa xa kìa, như thấy. Rồi lộn vọng đây một chút, nán lạ đây một chút, anh chị sẽ nhìn thấy được nhiều góc phố thân quen hơn. Mà tại vì bây giờ lao vô chỗ kẹt xe thì nhìn thấy xe cộ ngợp lắm, mệt lắm. Ở đây là khu khách sạn rất là đẹp ha. À, khu này thì cũng không có gì xa lạ với nhiều cô chú anh chị rồi. Hôm nay mình đi trở lại thôi, đi ngang qua góc phố thân quen để nhìn ngắm những khung cảnh chiều mưa. Họ ra Hai Bà Trưng còn kẹt dữ nữa kìa. Thôi lũi qua đây, đứng đây hóng mát chút xíu. Giờ thì cũng bớt mưa rồi. Ở phía bên đây có tòa nhà ngày xưa là của tập đoàn Mai Linh, hôm nay bớt một phần cho công ty Thái Công thiết kế nội thất thuê nè. Rất là đẹp ha. Nhà thiết kế triệu đô. Ở bên đây là khu khách sạn 5 sao Bạc Hai ạ. Lập cũng còn hơn 100 năm rồi, gần 150 năm luôn rồi. Khách sạn rất là xưa cổ và rất là sang trọng ha, rất là đắt tiền. Chúng ta đi thẳng con đường Tự Do đi, quẹo qua chỗ ngay hiệu bánh Bora, ngay góc đường Nguyễn Thiệp, chứ đi thẳng ra bến Bạch Đằng là kẹt cứng. Đó,
đây có cái hẻm để đi thông ra Nguyễn Huệ luôn nè. Không biết ở trên là khu căn hộ hay là như thế nào, không biết ở trên có người ở hay không. Chắc khu này là nhà của nhà nước không quá. Đó, tiệm bánh thổi nào. Tiệm bánh có từ năm 1948 cho tới ngày hôm nay đã nói lời chia tay Sài Gòn. Một ngôi nhà rất là đẹp, ngay vị trí đắc địa. Nhìn qua bên kia là khu khách sạn Sheraton, trên là cái khu ăn uống đó, ngay nhà hàng. Đằng kia kẹt xe quá trời ngay ngã ba Đông Du. Đây chúng ta quẹo con đường Nguyễn Thiệp. Con đường Nguyễn Thiệp này đi ra Nguyễn Huệ. Phố xá Nguyễn Huệ chiều mưa nè. Bên kia có một khu đất rất là lớn ha. Khu đất đó cũng thuộc cái hệ sinh thái của một cái tập đoàn lớn đang vướng vào vòng lao lý. Người ta cũng bồi thường mua tới đã chi tới 90% rồi. Một cái dự án rất là lâu năm, mấy chục năm rồi đó. Nếu mà không có vấn đề gì thì sau này tập đoàn nó chắc là trùm ở khu vực này luôn. Thì hiện tại cũng đã là trùm rồi, mua hết cái khu này luôn ha. Số tiền rất là lớn, 100.000 tỷ, kinh hồn. Con đã quẹo theo luồng xe luôn. Cái hướng kia kẹt quá trời lê lợi kìa. Bởi đi làm về mà ngay cái giờ cao điểm là gấp gấp vội vội là coi như khó chịu lắm. Chạy theo dòng xe là kẹt hoài luôn, từ đầu tới cuối luôn. Còn mình đi lang thang lòng vòng ở đây thì đỡ. Nhưng mà chưa tới nhà thôi. Nhìn những hình ảnh này rất là đẹp ha. Đủ sắc màu. Sắc màu cuộc sống. Mình chạy một vòng cái khu đất mấy bữa báo chí đăng cũng đang nằm trong cái hệ sinh thái của một tập đoàn lớn đại án hiện nay. Đối diện với tòa nhà tham que cũng chung cái hệ thống đó luôn nè. Miếng đất bắt đầu từ bốn mặt tiền, Quỳnh Thúc Kháng nè, Nguyễn Huệ nè, rồi Hồ Tùng Mậu nè, rồi Ngô Đức Kế. Mấy bữa cô chú anh chị có yêu cầu Linh Vy quay lại khu Ngô Đức Kế, Hồ Tùng Mậu, nhưng mà cái khung cảnh này chắc có lẽ cũng hơi khó coi. Mưa quá, trời tối nữa. Chắc hôm nào Linh Vy sẽ đi bộ. Đi bộ thì của tôi anh chị sẽ dễ hình dung hơn ha. Nhưng mà hôm nay mình đi coi khung cảnh buổi tối đi, về đêm ở đây ra sao. Bây giờ chắc cũng gần 8 giờ rồi. Cái dãy này là coi như là mình thấy là đóng cửa, không phải là người ta trả mặt bằng đâu.
mà là đã được những nhà này đã được đền bù, đã được trả tiền hết rồi, người ta đi hết rồi đó. Nhưng mà đại án này đã diễn ra và khu đất này tiếp tục nằm yên nữa. Đó, để chúng ta quẹo qua con đường Ngô Đức Kế nè. Ngay đây có quán cà phê Prelock nè. Quán này cũng đông lắm nha. Mưa này đường ướt, hình ảnh đèn nó rọi xuống đường á, nhìn thấy rất là đẹp ha. Bầu trời thì sáng, chắc tối nay mưa nữa, như tối qua cũng mưa lớn. Bạn đồng nhỏ thích bánh tráng ở góc này, mà như cô đó nay không có bán rồi, cô khác bán rồi. Ta quẹo phải Nguyễn Huệ hướng ra bến Bạch Đằng. Giờ này là trống trải đó. Kẹt xe thì có luồng thôi à. Nếu mà gấp là mình sẽ chung cái luồng kẹt. Còn không gấp thì thoải mái hơn thì hồi nó đi thông thả. Khỏi bị kẹt. Rồi thôi, chắc cái clip hôm nay đến đây tạm dừng. Vài ảnh lòng vòng rốt phố thông quen chia sẻ tất cả của chú anh chị. Hy vọng VNTV cũng mang Sài Gòn đến gần hơn với tất cả cô chú anh chị và các bạn. VNTV xin kính chúc tất cả cô chú anh chị lúc nào cũng an lành, hạnh phúc, có nhiều may mắn trong cuộc sống. Thì hẹn gặp lại trong những video clip lần sau.